Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong những bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua một hiện tượng lạ lùng xảy ra trên hồ nước Kanasi ở Tân Cương, Trung Quốc. Hàng ngàn con cá lạ với hàm răng sắc nhọn bất ngờ nhảy lên mặt nước, dữ dội tấn công những người dân đang chèo thuyền qua đây. Một số con nhảy vào cả khoang thuyền và tấn công những người đã khuấy động mặt hồ, trong khi những con khác thì dùng những hàm răng sắc nhọn để cắn phá thuyền từ phía dưới mặt nước. Nhiều người hoảng loạn nhảy xuống hồ nước và đã bị cả đàn cá như những con quỷ khát máu tấn công, gây thương tích vô cùng nghiêm trọng. Thông tin đã tạo ra một cú sốc lớn cho người dân đại lục vì khoảng 2 năm trở lại đây, không chỉ thiên nhiên nổi loạn mà bây giờ ngay cả động vật tưởng chừng như vô hại cũng hóa điên. Nguồn tin từ nhiều tờ báo chính thống cho hay, sự việc xảy ra vừa qua đã khiến người dân ở Bukin, quận Alay, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc chèo thuyền trên hồ Kanasi như thường ngày. Trong khi người đi giăng lưới đánh cá, người thì chèo thuyền di chuyển qua đây có tổng cộng khoảng 43 tàu thuyền với khoảng 200 người. Theo các nhân chứng cho biết, mặt hồ vẫn yên tĩnh như thường ngày nhưng từ dưới đáy hồ phát ra một âm thanh lạ. Khi nhiều người đang hỏi giao âm thanh đó là gì thì mặt hồ bỗng động dữ dội. Từ giữa lòng hồ, người ta thấy một đàn cá trồi lên và bơi nhanh về hướng của những chiếc thuyền đang hoạt động. Chúng có tốc độ tấn công vô cùng kinh ngạc, không ngừng đâm húc vào mạn tàu khiến cho tàu thuyền lắc lư dữ dội. Sức mạnh kỳ quái của chúng đã khiến nhiều người trở nên hoang mang, hoảng sợ và họ nghĩ ngay đến trường hợp mình đang gặp những loài thủy quái. Theo như mô tả của người dân thì loài cá này có chiều dài khoảng 50-90 cm, có hàm răng vô cùng sắc nhọn và đặc biệt là rất hung tợn. Những người trên tàu thuyền vô cùng sợ hãi khi những đàn cá này còn hung tợn phóng lên trên tàu thuyền. Nhiều người còn bị những đàn cá này lao vào cắn với những hàm răng sắc nhọn vào tay, chân, lưng và bụng, khiến chảy máu linh láng khắp nơi. Trong khi nhiều con khác cố gắng đục thủng thuyền, AP dẫn lời chính quyền Tân Cương cho biết những chiếc thuyền làm bằng gỗ hoặc những bè tre bị những đàn cá này xâu xé rất dễ dàng. Còn những chiếc tàu bằng sắt hoặc có kết cấu chắc chắn hơn thì chúng không thể đục thủng bằng hàm răng sắc nhọn. Nhưng với sức tấn công dữ dội cũng đã khiến mạn tàu bị méo mó và chẳng chịt những vết xước, đến nỗi chúng tự làm mình bị thương và chảy máu. Các nhân chứng cho biết, khi những con có dấu hiệu bị thương và chảy máu thì ngay lập tức những con khác trong đàn quấn lấy xâu xé đồng loại vì vết máu càng khiến chúng trở nên hung tợn và đòi ăn. Theo thông tin cho biết, có nhiều người hoảng loạn đã ngã xuống hồ và bị những đàn cá này tấn công, máu chảy lênh láng, điều này càng khiến chúng tấn công dữ dội hơn. Cũng may, thuyền của người này gần bờ thì anh ta cũng chỉ bị thương do đàn cá cắn. Anh ta cho biết, thấy cá hung dữ quá nên tôi sợ té xuống, khi ngồi trên thì cảm thấy một cơn đau dữ ở chân. Có khoảng chục con tấn công tôi, trong số đó có con đã cắn mất đầu ngón chân của tôi. Tôi bỏ chạy trốn chết lên bờ vì sợ chúng sẽ đổ xô đến khi nghe thấy mùi máu. Một trong số những người trên tàu đã nói to, yêu cầu những người khác bình tĩnh và giữ nguyên vị trí, không nên động đậy hoặc là máu nhỏ xuống không ổn. Vì đây rất có thể là loài cá hổ được cho là cá răng đao, thường sống theo bầy đàn. Chúng được mô tả như loài cá hung dữ nhất trên thế giới, chỉ bởi hàm răng sắc nhọn của chúng mà còn bởi thói quen xâu xé những sinh vật lớn hơn. Cũng theo chính quyền Tân Cương cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng cứu hộ đã điều trực thăng đến cứu mọi người và đưa những người bị thương nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu. Hiện khu vực này đã được đề bảng và cấm di chuyển vì nguy cơ sẽ bị những đàn cá hung hăng tấn công và có thể dẫn đến mất mạng. Vì trên thế giới không hiếm trường hợp tử vong do bị đàn cá này xâu xé. Ngay cả một con bò to chúng xâu xé chưa đầy 10 phút là sạch sẽ, chỉ còn trơ xương, và những có trường hợp cá răng đao tấn công người nghiêm trọng, nhất là cậu bé 11 tuổi ở Peru gây chấn động thế giới. Những người sống trong khu vực đã vớt được bộ xương của cậu bé và đưa vào một ngôi nhà hoang chờ người tiếp nhận. Tuy nhiên, theo điều tra, cậu bé này đã bị đuối nước và mất tích trong nhiều ngày trước. Hay mới đây, một nữ du khách 22 tuổi bị một con cá pizza mắt đỏ cắn khi bơi ở bãi biển nổi tiếng Radairictor gần khu vực sông xanh Sanaco, đông bắc Brazil. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần đó trong tình trạng sốc và mất máu nhiều. Kể từ đầu năm 2021, hơn 40 trường hợp được ghi nhận trên khắp cả nước. Lên tiếng xác nhận vụ việc, các nhà chức trách cho rằng đây không phải là lần đầu tiên vấn đề nghiêm trọng. Họ sẽ kiểm soát tình hình và có thể đặt biển báo hạn chế bơi khu vực này. Vào tháng 4 2016, ít nhất 12 người tắm biển được ghi nhận bị thương ở vùng biển Tucanten, trung bắc Brazil. Sau đó, các khu nghỉ dưỡng ở đây đã lắp kính bảo vệ để ngăn loài cá bơi vào, giúp du khách cảm giác an toàn hơn. Quý vị thân mến, trong những ngày qua, người dân trong và ngoài nước hết sức bất bình về Trung Quốc.
vì đã có hành xử thiếu tôn trọng Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế quy định trong mối giao bang giữa các nước với nhau qua việc Trung Quốc đã thông qua các kênh ngoại giao để phản đối Việt Nam. Chưa dừng lại tại đó, đích thân Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình còn gọi điện vào đường dây nóng yêu cầu Việt Nam không được tiếp nhận cũng như phải nhanh chóng bàn giao trả lại cho Ấn Độ 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos. Họ Tập đã đổ cho hành động tiếp nhận 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos của Việt Nam là không thể chấp nhận được. Việt Nam đã phá vỡ tình hữu nghị đã cam kết với Trung Quốc từ trước tới nay trong tuyên bố không liên minh với quân sự nước ngoài cũng như không cho nước ngoài thuê làm căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Việt Nam. Họ đã nói rõ quan điểm của Trung Quốc là không chấp nhận việc Việt Nam sở hữu 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, tương đương với hành động Việt Nam sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực đối với Trung Quốc. Và nếu việc này không được giải quyết dứt điểm, Trung Quốc sẽ đơn phương tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, sau đó tiến hành biện pháp trả đũa mạnh nhất. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đưa Việt Nam ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với đề nghị rút tên Việt Nam ra khỏi tổ chức này. Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ chỉ mới trang bị cho Việt Nam 6 dàn tên lửa siêu thanh BrahMos mà Trung Quốc đã làm lớn chuyện đến mức như kiểu Trung Quốc đã bị Việt Nam tấn công trước. Sức mạnh của tên lửa siêu thanh BrahMos có gì mà làm cho Trung Quốc lo lắng và e sợ đến mức điên dại như vậy? Rất ít người biết đến BrahMos là sản phẩm của công ty BrahMos Aerobay, liên doanh Nga-Ấn, thành lập năm 1998 tại New Delhi, được Moscow chế tạo riêng cho New Delhi trên cơ sở loại tên lửa đối hạm siêu nổi tiếng P-800 Yakon thuộc tổ hợp tên lửa bờ đối hải K-300P Patton. Hiện Việt Nam cũng có hệ thống tên lửa bờ đối hạm này. Cái tên BrahMos được ghép và viết tắt từ hai tên con sông của Ấn Độ và Nga. Siêu tên lửa này có tầm bắn 300 km, đầu đạn nặng 250 kg, bay trên độ cao tối đa là 14 km. Thông thường 10 km với vận tốc chạm ngưỡng siêu vượt âm gấp hơn 3 lần vận tốc của tên lửa hành trình cận âm Tomahawk của Mỹ. Các quy định về vận tốc tên lửa như sau: dưới Mach 1 là tốc độ hạ âm, Mach 1 đến Mach 3 là siêu âm và Mach 3 đến Mach 5 là vượt âm, và từ Mach 5 trở lên được quy định là tốc độ siêu thanh. Điểm ưu việt nhất của BrahMos được phóng theo cơ chế bắn quên, tức là sau khi phóng đi thì không cần thêm bất kỳ một điều khiển nào khác. Nó tự động nhận tín hiệu định vị từ vệ tinh rồi tự thân vận động đến mục tiêu. Trên đường bay nó còn có khả năng biến tốc và đổi hướng 2 lần để tránh sự phát hiện của radar phòng thủ tên lửa đối phương. Trên hành trình bay, BrahMos có thể tiếp nhận 2 kênh điều khiển của 2 loại vệ tinh khác nhau và bay theo điều khiển của tín hiệu GPS của vệ tinh Mỹ, vừa có thể hành trình theo sự dẫn đường của hệ thống thông tin vệ tinh RONAT của Nga. Vào cuối đường bay, nó tự động ngắt các liên hệ với vệ tinh và tự động hạ thấp độ cao xuống từ 5 đến 15 mét so với mặt nước biển, kích hoạt đầu dẫn tự động định vị mục tiêu chính xác với cự ly hàng mét, đảm bảo không mục tiêu nào có thể chạy thoát. Giới chuyên gia quốc tế bình luận, dựa vào quy luật của loại vũ khí hiện đại này mà cục diện trên Biển Đông có thể đảo chiều trong nay mai, Trung Quốc phải e dè nếu muốn đưa quân tấn công lên các đảo mà Việt Nam đang kiểm soát. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia về hàng hải cho biết, các trang thiết bị quân sự và vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng trên biển thường có tuổi thọ rất thấp do trình độ kiến vệ mà con người sáng chế ra đủ để bền so với độ ăn mòn của biển. Nhưng đối với Trung Quốc thì khả năng về luyện kim của nước này rất thấp. Những đảo nhân tạo được Trung Quốc xây dựng và lắp đặt trang thiết bị quân sự chỉ có khả năng sử dụng được từ 2 đến 3 năm phải thay đổi. Nhiều công trình và các dạng hỏa tiễn Trung Quốc lắp đặt trên các đảo nhân tạo chỉ sau 1 năm là reset và không thể sử dụng được nữa. Để vận hành những dàn hỏa tiễn trên các đảo nhân tạo này, Trung Quốc phải thường xuyên thay mới, gây thiệt hại về tiền bạc cho nền kinh tế của Trung Quốc. Những trang thiết bị này được ví như những con nghiện tiêu tốn ngân sách. Nhưng việc tham vọng thực hiện giấc mơ Trung Hoa và muốn chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông của Việt Nam một cách phi pháp khiến cho Trung Quốc chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Vào sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo trực tiếp qua sóng vô tuyến vệ tinh với lính hải quân trên đảo nhân tạo Phú Lâm của Hoàng Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974, nơi vừa có trận bão lớn xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua khiến cho toàn bộ người dân trên Trung Quốc phải lo lắng cho các binh lính hải quân ở trên hòn đảo nhân tạo này. Nhiều nguồn tin cũng báo về bị dồn dập một lúc khiến cho ông Chủ tịch Tập Cận Bình đứng ngồi không yên. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và nhấn chuông đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.